chào anh chị đã đến với kênh YouTube của Điện máy Yenphat. Ngày hôm nay thì Điện máy Yenphat sẽ mang đến cho anh chị một sản phẩm mà được rất nhiều khách hàng cũng như là doanh nghiệp quan tâm. Đó chính là máy trà sàn đơn Kumisai KMS 522. Thương hiệu Kumisai không còn xa lạ với anh chị nữa bởi độ uy tín và chất lượng được đánh giá cao không chỉ là đến từ chuyên gia mà còn đến từ những người đã sử dụng sản phẩm. Nhìn nhỏ gọn thế này thôi nhưng mà có võ đấy anh chị ạ. Máy trà sàn đơn Kumisai KMS 522 cực kỳ khỏe khoắn với công suất lên đến 1.500W. Tốc độ quay 175 vòng trên phút. Điều này giúp loại bỏ các vết bẩn khó sạch như vết xi măng sau khi làm nhà, các hóa chất bám vào mặt sàn đá, sàn gạch. Với gam màu đẹp mắt, tô thêm điểm màu xanh mát tự nhiên, giúp máy trà sàn nhìn vừa hài hòa vừa thân thiện. Mẫu Kumisai KMS 522 còn được đánh giá là mẫu mà bắt kịp theo đúng xu thế của thời đại ngày nay. Máy trà sàn Kumisai KMS 522 được thiết kế linh hoạt, tiện dụng với tay cầm chắc chắn, giúp người dùng có thể thay đổi chiều cao phù hợp cho việc vệ sinh. Ngoài ra thì máy trà sàn Kumisai KMS 522 còn được trang bị bánh xe giúp người dùng dễ dàng di chuyển đến các vị trí mình mong muốn. Máy trà sàn đơn Kumisai KMS 522 được trang bị bàn trải sàn bao gồm hai loại là bàn trải cứng và bàn trải mềm. Chất liệu của bàn trải cứng được làm từ nhiều sợi cước dày và cứng cho khả năng trà sạch các vết bẩn cứng đầu bám trên các bề mặt của sàn bê tông, sàn đá. Bàn trải mềm lại được làm từ các sợi cước mềm và phù hợp để loại bỏ các vết bám bụi nhẹ dùng để giặt thảm. Ngoài hai bàn trải đi kèm thì gồm có cả mâm gai đi kèm với bình bát này nhé và có công dụng là giúp đánh bóng bề mặt sàn hiệu quả. Và anh chị lưu ý giúp em ý, là cái miếng bát này thì mình sẽ không đi kèm với bộ phận chính thức của máy. Điện máy Yenphat sẽ tặng kèm theo từng đợt khuyến mãi hoặc là anh chị hoàn toàn có thể mua thêm với giá chỉ là 130k một bộ 5 bát và tính ra ý, thì nó rẻ hơn một cốc trà sữa thôi anh chị ạ. Và ngay sau đây thì hãy cùng Điện máy Yenphat test thử và lắp đặt chiếc máy trà sàn đơn Kumisai KMS 522 này nhé. Và anh chị có thể thấy đây là tay cầm, đây là bình nước, bình hóa chất, đây là motor trà. Và đây là bộ phận lắp đặt bàn trà. Và hãy cùng Điện máy Yenphat lắp đặt em nó nhé. Bước 1, bàn trải đặt đúng với khớp của bàn trà và vặn theo ngược chiều kim đồng hồ. Bước 2, hạ tay cầm xuống ngang hông, tay cầm xả nước và xả hóa chất. Bước 3, khởi động máy. Máy trà sàn này thì hoạt động theo nguyên tắc là trà lùi và khá là êm ái và rất dễ sử dụng. Và vừa rồi thì Điện máy Yenphat hướng dẫn lắp đặt đúng cách cũng như là khởi động máy và rất đơn giản, phải không anh chị? Và chỉ với hơn 7 triệu, anh chị hoàn toàn có thể sở hữu chiếc máy trà sàn đơn Kumisai KMS 522 được đánh giá tích cực đến từ rất nhiều khách hàng, quý công ty cũng như là chủ doanh nghiệp bởi vì sự tiện ích giúp cho việc tối ưu chi phí, thời gian, công sức và thậm chí là tiết kiệm cho cả nhân công dọn dẹp vệ sinh. Và đến với Điện máy Yenphat, anh chị được bảo hành 12 tháng, được 7 ngày đổi trả hàng và được free ship nội thành trong thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và anh chị hoàn toàn có thể truy cập vào đường link phía dưới hoặc là gọi đến số hotline để được tư vấn trực tiếp. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.